Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin nhật ký của tay súng bắn tỉa giỏi nhất thế giới tại Ukraine. Tình nguyện viên Vali đang chiến đấu tại Ukraine. Một trong những tay súng bắn tỉa đáng sợ nhất thế giới đã đóng chốt ở Ukraine. Đây là thông tin được truyền thông quốc tế loan tải về việc người lính kỷ lục thế giới đã bắn chết quân IS cách xa hơn 3 km bằng súng bắn tỉa. Người Canada chỉ được biết đến với biệt danh Vali đã lập kỷ lục thế giới vào năm 2017 khi bắn chết một tên khủng bố IS từ khoảng cách 3,4 km. Bây giờ anh ấy muốn chiến đấu bên cạnh đồng đội quân anh hùng Ukraine. Đây là hình ảnh tay súng bắn tỉa lừng danh Vali trên thế giới. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine ngày càng trở nên khốc liệt và nhiều người trên khắp thế giới đã đổ về Ukraine để đầu quân. Ngoài khẩu súng bắn tỉa, anh ta còn có máy ảnh bên mình và ghi lại thời chiến hàng ngày trong cuốn nhật ký trên mạng xã hội. Tên tài khoản của anh ấy được viết tắt. Vali đến từ Montreal, 40 tuổi, cha của một cậu bé và anh ta đã kết hôn. Mô tả sứ mệnh của mình cùng với tổng số 20.000 tình nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc chiến tại Ukraine theo lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông đã kêu gọi như sau: là những khoảnh khắc biết ơn của những người lính và người dân. Tôi tin tưởng và kêu gọi các bạn hãy trở về Ukraine tham gia như những chiến binh nước ngoài được tổ chức theo hình thức quân đoàn quốc tế. Và con số này tăng lên mỗi ngày. Những người lính từ khắp nơi trên thế giới sau khi giải ngũ bây giờ họ lại dồn về Ukraine để chiến đấu chống lại quân Nga. Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng đang diễn ra của trận chiến kéo dài qua lời kể của nhân chứng Vali này. Đó là các cửa hàng ở khắp nơi tại Ukraine đã bị đóng cửa, các thành phố đã biến thành pháo đài, cộng với tiếng còi báo động liên tục của các cuộc không kích do Nga tổ chức đánh bom vào các thành phố của Ukraine. Nhật ký của anh ta bắt đầu vào ngày 27 tháng 2, 3 ngày sau khi bắt đầu cuộc chiến. Người lính bắn tỉa đang chuẩn bị cho nhiệm vụ tham chiến riêng của mình ở Ba Lan và kêu gọi các chiến binh từ khắp nơi trên thế giới theo dõi anh ta và viết rằng đừng hung hăng thụ động nữa, đóng gói, chúng tôi không có thời gian để lãng phí. Anh viết như vậy và lên đường ra mặt trận. Đây là hình ảnh những người lính tình nguyện vào binh đoàn quốc tế chiến đấu tại Ukraine chống quân Nga xâm lược. Nga đã bị tổn thất rất nặng nề tại Ukraine vì không lường trước được sự kháng cự quyết liệt của quân và dân Ukraine. Và giờ đây vào ngày 1 tháng 3, anh Rambo, người Canada, người vẫn đang làm việc như một lập trình viên máy tính cách đây 2 tuần, đã vượt biên qua Ukraine. Một trong những đồng đội của anh ta nhận được cuộc gọi từ vợ anh, một người Ukraine, rằng cô ấy đang trốn trong hầm với con gái, bạn có thể nghe thấy tiếng bom nổ, cửa sổ rung lên. Anh ấy lưu ý rằng cùng với những người bạn của mình, anh ấy đã đổ đầy xăng vào các thùng để pha cocktail Molotov, là loại vũ khí có thể cầm để ném, đó là những chai xăng và bốc hỏa, thiêu cháy những chiếc xe của Nga. Sau một đêm ở nhà trọ trên Ambi, anh viết vào ngày hôm sau như sau: có một bầu không khí hào hùng ở đây, có rất nhiều câu chuyện về những chiến binh và những người bình dị đã chống lại quân đội Nga. Anh ghi lại cách những người nông dân nhanh chóng kéo chiếc xe tăng Nga đi, trở thành chiến lợi phẩm của mình, và tiếp mặt trận, khu rừng đầy rẫy những phương tiện chiến đấu của kẻ thù xâm lược. Đó là những chiếc xe tăng, những chiếc xe bọc thép đang rình mò và bao vây các thành phố của Ukraine. Đây là hình ảnh xe tăng và phương tiện thông tin vũ khí Nga bị vứt bỏ tại Ukraine vì quá lạnh và không còn xăng. Vào ngày 4 tháng 3, thì Vali đề nghị đề cập đến bạn bè của mình, 3 người đàn ông ở Quebec và toàn bộ những người Anh vượt qua biên giới với đầy đủ thiết bị chống bạo động sẽ có cảm giác giống như là một tham gia một cơn bão Normandy. Và máy bay chiến đấu của quân Nga đã tấn công nhóm của họ. Tiếp theo ngày hôm sau, một đội SWAT ở Ukraine, tức là một đơn vị cảnh sát, gõ cửa nơi ở của họ. Trong quá trình khám xét, họ áp sát anh vào tường, súng nhắm vào những người nước ngoài. Một người bạn đã bị ném xuống đất, di ủng lên mặt. Nhưng người Ukraine nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cùng phe và chúng tôi
nhanh chóng trở thành bạn bè. Cùng ngày, ông viết tiếp, đất nước đang rơi vào một ngày tận thế thực sự. Những người dân nghèo ở đây, máy bay trực thăng thì bay dọc trên các con đường đất nước như các ác thú. Họ gặp một người ông già và thấy ông ấy bắt tay chúng tôi, không nói một lời, chỉ có nước mắt của ông ấy. Đây là hình ảnh người dân Ukraine đang chạy chiến tranh sang các nước châu Âu và con số lên đến nhiều triệu người tại Đức, tại Ba Lan và các nước khác đang đón tiếp và hỗ trợ giúp đỡ họ, trong đó có rất nhiều người Việt Nam. Vào ngày 6 tháng 3, Anh tiếp cận mặt trận, ngay cả khi vẫn còn những tàn tích cuối cùng cuộc sống bình thường như người bắn tỉa nói về một cái vòi hoa sen nóng và một bữa ăn thịnh soạn trong một quán rượu. Các thanh chắn xe tăng hình chữ X ở phía trước, cửa minh họa cho cuộc sống hàng ngày của người Ukraine đang đối diện, đó là chiến tranh. Và ngày hôm sau, anh ấy bình luận về những bức ảnh cho thấy những người lính Nga rất trẻ, sợ hãi sau khi bị bắt giữ. Anh viết, đừng đánh giá thấp người Nga nhưng cũng đừng đánh giá quá cao họ và ví von. Chiến thắng nằm trong tầm tay khi bạn nhìn thấy thất bại trước mắt kẻ thù. Và giữa những khoảnh khắc vẫn còn những điều dường như ngớ ngẩn đang diễn ra. Đó là một người phụ nữ Ukraine đã vô hiệu hóa một chiếc máy bay không người lái của Nga khi cô ta ném một lọ dưa muối từ ban công xuống trúng nó. Nhưng vali cũng trải qua những cảnh tượng rùng rợn và kinh dị của chiến tranh như những con búp bê hóa trang thành lính Nga đã bị treo bên cạnh một trạm kiểm soát của Ukraine, nhìn rất rùng rợn. Đây là hình ảnh những vũ khí chống tăng rất hiện đại của quân đội Đức viện trợ đến tay quân đội Ukraine và có thể bắn cháy tất cả các loại xe tăng của Nga với hình thức bay tới và đâm thẳng xuống nóc và phá vỡ từ bên trong. Người Canada cũng ghi nhận lại nỗi sợ hãi của dân thường phải co ro trong các hầm trú ẩn khẩn cấp trong cuộc không kích liên tục. Họ kiên nhẫn ngồi trong tầng hầm và kiểm tra điện thoại di động. Tuy nhiên, cấu trúc của các tòa nhà sẽ vẫn còn nguyên vẹn dưới làn đạn thông thường của pháo binh, nên việc tìm chỗ trú ẩn nấp khỏi bom đạn thường không khó khăn gì. Nhưng nhìn chung, khung cảnh của các tòa nhà bị hư hại, khói mù mịt và chướng ngại vật chống tăng được nhắc đến. Vali viết tiếp trong nhật ký của mình. Vào ngày 10 tháng 3, anh ấy mô tả những bước chuẩn bị đầu tiên cho việc chuẩn bị vào chiến đấu. Anh viết, chúng ta phải thu thập thông tin, kẻ thù ở đâu, làm thế nào để chúng ta tiến lên. Chiến tranh như một trận đấu quyền Anh, nó đang tiếp tục. Và anh viết tiếp, trước khi đánh cần cân nhắc và hít thở thật sâu. Được biết, cựu binh sĩ này đã làm nên lịch sử ở Iraq vào năm 2017 khi tiêu diệt một tên khủng bố nhà nước Hồi giáo IS từ khoảng cách tới 3.450m. Đó là phát súng giết người dài nhất mọi thời đại. Kính mời các bạn xem bản tin bí ẩn về đoàn xe khổng lồ của Putin. Đoàn xe bọc thép đã bắt đầu di chuyển, trận chiến giành thành phố lớn Dnipro bắt đầu. Trên truyền thông quốc tế, thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến nhiều ngày những đoàn xe dài tới 64 km của ông bạo chúa Điện Kremlin Vladimir Putin dường như đã không di chuyển gì. Đây chính là miếng mồi ngon cho các lực lượng Ukraine tấn công vào ban đêm. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe tăng, xe tải và các phương tiện chiến tranh khổng lồ dài trên 60 km của bạo chúa Putin được đưa từ Nga vào Ukraine nhằm tấn công, xâm lược nước này. Nhưng các hình ảnh vệ tinh mới nhất từ công ty của Hoa Kỳ Max Technology cho thấy một bước ngoặt, đó là đoàn xe quân sự khổng lồ được khởi hành theo hướng Kiev ngay sau cuộc xâm lược của Nga dường như đang chỉnh đốn lại đội hình. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe đi vào các thị trấn và khu rừng gần Kiev như thế nào thông qua dấu vết trên đường đi của các thiết bị chiến tranh hạng nặng này. Thời tiết hiện nay tại Ukraine đột ngột trở lạnh đến âm 20 độ, điều đó cũng gây khó khăn hết sức cho đoàn xe này. Nhiều chiếc xe đã bị sình lầy giữ lại. Đây là hình ảnh nhiệt độ âm tụt xuống rất nhanh, quân Nga ở trong những đoàn xe này giống như trong những chiếc tủ lạnh. Rõ ràng các khẩu pháo đã được đưa vào các vị trí khai hỏa, quân đội Nga đang đẩy nhanh vòng vây Kiev
và dường như đã sẵn sàng sớm bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn, đáng sợ vào thủ đô. Lý do là sau khi kế hoạch A đã tiếp quản thủ đô một cách tương đối hòa bình, thất bại, thì Putin chuyển sang kế hoạch B là bao vây. Vì vậy hơn 2.000 xe tải đảm nhận vị trí mới, kế hoạch được dự kiến như sau. Giờ đây họ sẽ chia sang các phía đông và phía tây, sau đó tiến về Kiev cùng với các đơn vị thiết giáp khác. Lượng xe tăng thiết giáp của Nga ùn ùn kéo đến bao vây thủ đô của Ukraine. Đây là đoàn xe tăng của quân Nga xâm lược bị Ukraine đánh tơi bời phải rút chạy. Mặc dù đông hơn về số lượng cũng như chủng loại xe. Trong quá trình này, nhiều lần đã xảy ra các cuộc trận chiến không xa thủ đô. Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái do quân đội Ukraine công bố vào ngày 10 tháng 3 cho thấy một đoàn xe tăng của Nga đang tiến vào Prolay ở phía đông bắc của Kiev, nhưng sau khi đó bị pháo kích dữ dội, quân đội của Putin đã phải rút lui. Các cuộc không kích vào Dnipro cũng được tiến hành, và ngay cả các bệnh viện nhi đồng của Ukraine cũng bị Putin đánh bom. Đây là hình ảnh vũ khí chống tăng hiện đại của quân đội Ukraine chuẩn bị để chống quân xâm lược Nga. Những vũ khí này có thể bắn thủng giáp những chiếc xe tăng của Nga. Trong khi ông thủ tướng, cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder được cho là muốn kiềm chế người bạn của mình là Putin ở Moscow, thì kẻ chuyên quyền ở Điện Kremlin vẫn tiếp tục cho bắn phá thường dân mà không hề nao núng. Vào ngày 11 tháng 3, Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu dân sự ở thành phố Dnipro, dân số khoảng 970.000 người ở miền trung Ukraine. Cho đến nay, phần lớn thành phố Dnipro còn được bình an, nhưng vào sáng nay đã bị tàn phá hết sức nặng nề. Trong đó, một trường mẫu giáo được cho là đã bị bắn trúng. Lực lượng cứu hộ cho biết vào sáng sớm đã có 3 cuộc không kích đánh vào một trường mẫu giáo, một khu chung cư và một xưởng giày 2 tầng. Một người đã chết. Và sự hủy diệt ở Mariupol, các bức ảnh xuất hiện trong bối cảnh quốc tế đang nỗ lực hơn nữa để cô lập và trừng phạt Nga. Đặc biệt là sau cái vụ không kích chết người của một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Mariupol, nơi các cơ quan chức phương Tây và Ukraine lên án là tội ác chiến tranh của Nga. Tối ngày 10 tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết gần 100.000 người đã được sơ tán khỏi các thành phố đang có chiến sự ở Ukraine trong 2 ngày vừa qua. Tuy nhiên, thành phố cảng Mariupol và Vinnytsia gần đó vẫn tiếp tục bị phong tỏa và quân Nga vẫn đang tìm mọi cách để bao vây. Hiện nay cũng có thông tin cho biết Tổng thống Nga Putin đã tìm cách cứu viện đưa quân từ Syria sang để chiến đấu tại Ukraine. Đây là hình ảnh người dân Ukraine và cả dân Việt Nam chạy sơ tán quân Nga xâm lược sang các nước châu Âu và đã được các nước này đón nhận và giúp đỡ nhiệt tình. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Putin đã cố tình cho phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự ở đây, ví dụ như trung tâm mua sắm Brisenka, trong khi tình hình ở Mariupol ngày càng trở nên bi đát và không còn nhiều hy vọng vì các cuộc đàm phán không có kết quả giữa Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, 40 tuổi, và ông Lavrov của Nga. Thì tay sai của Putin ở nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã chiếm được thành phố Novaya ở phía bắc Mariupol. Đây là thông báo của hãng thông tấn Nga RIA dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga. Novaya có tầm quan trọng chiến lược như là lối vào phía bắc của Mariupol. Và cuộc chiến tại Ukraine cứ như vậy tiếp tục bùng nổ và người dân chết rất nhiều.